Đấy, đẹp chưa? Anh bị dở hơi à? Trời không ngờ bắt người ta mặc áo mưa, rối hết cả đầu, trang điểm mãi mới được. Mày mặc như thế này đi chơi tao hồ mà mình không sợ bấn nhá. Về khỏi tao phải ra con gì. Cẩn thận như mày mà lại quên à? Điền thế chứ nhỉ? Gặp phải cái ông điên này nữa. Cái luôn à? Trang điểm mãi mới được. Đây là của em. Cái mặt mày mà lấy được chồng ấy chắc tao đi đọc xuống đất quá, không nấu cả rau nên nước đâu mà trộn cơm. Đây nước đây, thế này không phải là nước à? Cần gì phải rau, ăn như thế này ấy vừa tiện đầy đủ dinh dưỡng. Anh thích thì mà nấu. Nổi đến thế là cùng, rau cũng không lớn. Bên này của anh nhá. Đấy cho anh hết đấy. Ăn đây. Em đây. Hãy
A few moments later. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Điều gì? Tự lương của em. Lại cái trò gì nữa đây? Trời. Mày ly à? Mày ly đó bà. Ly được à? Đấy, anh thấy chưa? Của em là xong rồi nhá. Còn anh, mau rửa bát đi. Mày đi đâu đấy? Anh buồn cười. Em đi chơi chứ đi đâu? Anh không thấy à? À đấy à? Thế mày còn tiêu một thứ, chờ anh vào lấy cho. Hả? Cái gì? Chờ nữa. Nhanh lên, em còn đi, không phải em đang chờ rồi. Đấy rồi. Cái gì nữa đây? Mặc cái này vào. Mày quên à? Hả? Anh mày dở hơi à? Làm cái gì đấy? Đấy, đẹp chưa? Anh mày dở hơi à? Trời không mưa bắt người ta mặc áo mưa, rồi hết cả đầu, trang điểm mãi mới được. Mày mặc như thế này đi chơi tao hồ mà đi, không sợ bẩn nhá. Vậy là cần phải giặt con gì? Cẩn thận như mày mà lại quên à? Điền thế chứ nhỉ? Gặp phải cái ông điên này cơ. Chó luôn à? Chẳng nhớ mãi đi được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.